Mấy cái vai lột, đổ xuống đây cái lột này. Thì ngày phân cô dở thế này nhau chịu trách nhiệm sự là nha. Không dám chửi cái đó. Ninh giả chả là hả? Này lực khỏi nhân táo. Biu biu, quay vượt biu. Rất dường như khát đi thì quay tập tôi sớm thì em biết ô sợ đóng bao mà của lứa hoàn mười tuổi là làm gì niệm Phật à? Gỗ ghê. Lâu xài. Ô, mới làm. Anh đang đã tắt. Cuối đêm tôi anh ngồi đây oan trái giận mình khi xưa không yêu em nhưng là. À thôi ơn thêm nhạc hả? À, với gì? Ơn gì? Bác lô bơ, ốc lô bơ hay được. Để cho một người mang anh ra đi. Và để cho anh biết. Bị điên. Thằng này bị bệnh nán nha. Chúng ta sẽ quay ba anh kia đang tâm sự về chuyện con trai. Tôi nghĩ chắc có lẽ là anh ta đang múa lửa đó mà. Lửa đang cháy rất to. Ui lạch ngon như đấy ông thú ơi. Ơ toài sao tên lắm. Chàng chi phạ rưng mẹ. Sao? Bé linh tóm. Thôi xin lỗi nha, đây mình hồi nãy mình với toàn với cái khởi động thôi. Rồi hoa lốt ngàn. Mà ông mi chuẩn bị pha gin pha lời. Chào chào. Tôn Ngộ Không không mặc áo à? Có hai bỏ trên hai. Ê, cháy điện thoại anh ơi. Quay tại điện thoại. Ôi. Cháy cái gì mà ngu cái gì? Thằng này coi có heo này. Đang coi xét hả? Ui ơ à, ngon anh ơi. Gọi điện thoại tao bỏ luôn rồi chết rồi. Sao? Nghe lời anh giáp mới quay xe cây một con lùi. Đi cái ta. Bạn nhớ lên mình nhu, chi mà lên mình nhu, là hết thật con đua sức này, chả ha, đua sức, bạn nhảy của mưu mạc, ngoài ơi lòng mạc. Đông đông cảm giác đua sức cập là ơi. Bọn đông nhau cái thư, đi. Lói cho mình vậy. Ơi, tao mang cái ướt lời, cái anh làm quen mà anh đẹp trai thì vậy. Ơ, cậu về phố hợp lộ anh bỏ. Ha ha. Đem với đồ mấy anh, đem với mấy anh là cái đơn giải. Ơ, hả nha. Anh chị quay. Anh chị lơ ok ơi. Ok. Bên bill mi. Hai thằng yên rượu thơm nhau mà tầm bị chui. Đang của mình. Cầm nó nằm đi chưa? Hai các bạn. Đây. Rút lượt rồi. Lại cho anh.
ta xem hãng của Choi này là cái gì. Quay hãng đi. Seven Diamond. À. Anh ta đang mùi thuốc. Đây là cách mùi thuốc của người bộ tộc xa xưa. Ngày xưa bộ tộc Nhật da đen thường hay mùi thuốc kiểu này. Hơi trái mũi. Gớm khói toang tỏa. Sao vậy? Không biết mùi thuốc à? Ăn mùi thuốc bụi kiểu bộ tộc đen. Vẫn là phải linh tơ linh hoàn đang ơn. Quay ôm vô lấy em xuống tù giúp quan chừng quá tay cũng nhỉ. Đù bị nướng hả mày? Ui ngon quá chứ. Đây là Tony Tèo. Anh ta thích ăn bánh xèo. Giới thiệu mình trên này mà lại đừng ngủ. Ngon. Nói lời. Mê tay. Ê, chắc pha thô mà. Đó này, Magic 100. Đây là Magic 100. Đây là Jacob Linh Hot. Cũng là Jacob Linh Hạnh. Superstar mà. Jacob Superstar. Đó, biết chưa? Còn đây là ai? Đây là anh đời 113. Anh Linh Hạnh. Kia anh đây là anh xúc mà che mặt. Xúc hòm thôi nhá. Xúc hòm thôi. Ui mới là liều. Thế rồi. Giờ anh cứ đi tư anh xôn ngàn. Anh đừng tì tôi hôn ngư. Mết đê ai mà. Có tôi mà nụ. Để bố lạc thả thư là bố. Cứ vô đồng đọc pro mà. A go, con nó pro mood. Why a go, go. Don't do some rơ. Why a rơ. Why a rơ. Why a rơ. Don't do a rơ. My chin rơ. Mon. Chim tang. Kuo tang. Kuo tang song. Chum chum chum. Kuo tang song. Kim a tip tang kuo 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 lớp về tối vào cổ bơ ẩn. Hey. Đâu rồi? Đây là bộ lạc xa xưa đang đi kiếm cỏ. Cho người ăn. Đây là bộ tộc xa xưa, đã rất xa xưa. Họ thường là giúp nhau khi sống ấy được cỏ nào. Họ thường ăn cỏ, chứ không ăn gì hết. Mày các bạn ăn thử cái này rất ngon đó. À, biết đâu là ai học độ mạng cắt. Quang cảnh lúc hoàng hôn. Đây anh đang phê. Tôi phê. Anh rất phê. Cơn thuốc nghiện đã làm anh phê. Và anh bê bê nữa. Lắp đồng đồ pro. Hát bài nào đây? Bài chia khăn tàng. Không, không thuộc. Ông chú sư đã là rượu. Nhiều hợp ấy. Anh yêu em cơn em đây. Bài đời xe, dạ. Yêu nào tiến nhau đi. Khi bóng ngã xe tàn. Hoàng hôn tiến nhau đi. Rồi quay mất. Quá đi hả? Ai giúp đưa tôi kịp. Thách lại lời là mày. Ui xong có xong. Có ai có xong. Ui tâm đồ ơi. Chú rê chú rê. Rồi đồ ơi. Sao không có ai đưa đò để con đò hiu quạnh bên sông. Chẳng còn ai nhớ mong mình gì. Tèng 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 tèng. Ui lực lăng có mời par mời. Đô là quay tì. Chị bái đen anh ta. Anh sang đây có con đường làm gì? Với lại đây có con đường này. Em mang con tim anh về nơi đâu. À thôi cô. Sau bài hát này, sau cái clip này, có lẽ tôi sẽ là một người khác. Một người xa lạ. Một người ăn chơi này.
hướng theo mỗi bước chân em đi. Lady Killer. Lady Zumba. Người nào mang đến cho tôi những môi hồn dịu dàng nồng ấm. Người nào che đứng sau lưng em ôm em đôi tay chỉ chặt niềm tin. Người nào nhung nhớ em ba đêm kia em sai cần mơ không còn tại người ơi. Tình yêu đâu đó 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 giống như một giống như người là đây cuối con đường. Em sẽ chăm tay anh và nhớ không hề quen. Khi đi nhẹ qua em anh nhận ra em là người là đây cuối con đường. Người giờ đã lang thang. Em như rồi. Thế ôm với kẻ như. Ừ. Chính em mà chị tổ hình. Nhìn về đây xa, yêu thương giọt sương đang rơi trên đôi mắt anh. Ngày đó sẽ tồn tại, ngày đó sẽ tồn tại. Ngày đó chính là em yêu anh bình yên vui cho dù phong ba dù được thấy em hàng ngày. Được nắm tay từng giờ, tình yêu cho về em nắm tay và đi suốt cuộc đời. Suốt cuộc người đã vì người lạ vẫn lang thang. Đa nha mô sở. Đây là hai thằng khùng. Anh đang phê thuốc lắc. Anh ta rất sôi nổi về bài hát Người lạ nơi cuối con đường. Oh yeah. Cứ về tối đi ăn lo cái gì? À, thì về. Đường còn dài mà ăn. Mất cái đéo gì đâu. Đây là khu ăn nhậu đang về. Đây là những dân chơi của thôn Đông Đỏ. Có gơ nào muốn phát không à? Có gơ nào muốn phát ăn phát cho nè. Phát miễn phí cho phi, đủ phi cho nha. Không có tính tiền đâu mà lo. Cần thiết qua mạng web là www.botai.com. Được rồi. 2.000 đồng chai thôi, không cần nhiều. 2.000 đồng chai à? Là bao nhiêu gì? Là bao nhiêu đéo hiểu? Là chai 2.000 đồng. Tắc biệt. Dạ.